chưa đủ tiếng Anh vẫn có thể du học secondary. 1. Lộ trình du học Úc bậc secondary. Thời gian cho chương trình du học trung học khoảng từ 5 đến 6 năm học, từ lớp 7 đến lớp 12. Độ tuổi từ 12 đến 18 tuổi. Có 3 lộ trình du học Úc bậc secondary mà học sinh Việt Nam có thể lựa chọn. Hoàn tất lớp 7 đến lớp 9 tại Việt Nam. Vào chương trình trung học Úc mà không cần học qua khóa dự bị. Hoàn tất lớp 10 tại Việt Nam. Vào chương trình phổ thông lớp 11 và 12 tại Úc như lộ trình học ở cấp trung học phổ thông tại Việt Nam. Hoàn tất lớp 11 tại Việt Nam. Lộ trình 1, học dự bị đại học, Foundation 1 năm, sau đó chuyển tiếp vào đại học. Lộ trình 2, học nghề 1 đến 2 năm sau đó vào đại học. 2. Tại sao nên lựa chọn du học Úc bậc secondary? Hệ thống giáo dục phát triển, bằng cấp được công nhận trên toàn thế giới. Chương trình học đi đôi thực hành giúp phát triển kỹ năng toàn diện. Nhiều lựa chọn trường tại các bang khác nhau với học phí đa dạng. Hệ thống phổ thông tại Úc hoàn toàn tương ứng với hệ thống giáo dục 12 năm phổ thông như tại Việt Nam. Dễ dàng chuyển tiếp học nghề hoặc đại học sau khi tốt nghiệp secondary. Không bắt buộc phải có tiếng Anh. 3. Yêu cầu tiếng Anh. Yêu cầu tiếng Anh IELTS 5.5. Tuy nhiên, nếu học sinh chưa có đủ năng lực tiếng Anh, có thể học trước một kỳ tiếng Anh trước khi vào khóa chính. Riêng học sinh lớp 11 cần bổ sung tiếng Anh sẽ nhập học tiếng Anh từ tháng 7 để tháng 1 năm sau vào lớp 11. 4. APC có thể hỗ trợ bạn. Miễn phí tư vấn và tìm trường phù hợp. Hỗ trợ đăng ký nhập học. Hỗ trợ đăng ký homestay hoặc làm thủ tục giám hộ cho người thân. Hỗ trợ nộp visa du học 500.